Bây giờ là cắt lỏng với lỏng bù thế. Bây giờ hồi sáng là nhổ củ mệt hơn, bây giờ cắt thì cũng đỡ hơn, hên là trưa nắng kia mình cắt đỡ chứ thôi nhổ cũng mệt dữ nữa. Những sống có buổi chiều có tiền là đủ. Cắt cây như vậy đó cả nhà. Cắt xong rồi chừng nữa người ta lấy máy cày, người ta cài mấy cái củ này lên. Còn hồi sáng là mình dọn đường cho máy cày xuống. À, bây giờ trưa nắng mệt lắm cả nhà ơi, nóng dữ lắm. Xỉu. Này, tình đi em. Em. Mấy anh giỡn nghe cả nhà, nhưng mà nắng mệt thiệt. Quay đi. Hả? Em. Ủa, nó nở lên. Trời ơi, nặng quá lao ngất thôi. Vậy, vậy, vậy. Hô hấp nhân tạo, hô hấp nhân tạo coi. Trời ơi, bỏ con trai nó đi thôi. Nói chung là mấy anh giỡn nghe cả nhà chứ không phải xỉu thiệt. Giỡn cho vui, cho làm cho đỡ mệt. Hồi nãy giờ mấy anh em cắt được 3 luống. 3 luống dài, ấy 4 luống. 3 luống, 4 luống. Nó rất khúc. Bây giờ đi lên ăn kem nè cả nhà ơi. Bây giờ mấy giờ vậy? 3 giờ hả? 4 giờ vậy? 3 giờ hả? Ăn kem 3 giờ. Cái ông này nó liền chứ. Kem này cái có 2 bếc. Cây này không, lúc là lên rồi. 2 bếc. Lúc là lên giá rồi. 2 bếc rưỡi. Đây nè cả nhà ơi, mỗi người cây kem dâu. Mời cả nhà ăn kem. Đang hứng nước cho cái kem ăn nó đã rồi đâu luôn. Trăng thanh gió mát. Giờ vô ngồi thì nó mát, rồi lúc ngoài ăn cắt sao không gió nắng chứ. Rưỡi ra làm mặt nước nhỉ. Rưỡi đi, đúng 3 rưỡi đó làm. Bà rưỡi về. Thì 4 giờ nó có cho về không? Hên xui vậy. Nãy ông chủ, nãy ông kia nói 4 giờ ông cho về. Tại bữa nay công nhân làm dở quá, 4 giờ ông cho về. Nên giờ không biết. Đừng ăn nhanh quá anh em ơi. Ăn nhanh quá là phải giả. Cắt không? Bữa nay chiều mình cắt đỡ đau tay, còn sáng nhổ đau tay không chứ. Nhổ phải dùng sức để đẩy cái củ tỏi lên không bị bể. Kèm thang nhanh, không ăn ngang hổng phải hết. Không ăn ngang hổng cả nước. Em đi quay đi về chút nữa anh phá anh em câu. Hả? Ngon không mà? Anh nhờ. Anh Việt nhờ, ngon không? Việt nhờ. Việt nhờ, quên lộn kêu Việt nhờ, tự đặt lên luôn. Em biết nhờ ngon không? Ngon. Kem của em ăn chảy hết rồi. Ờ sao cái kem này chảy hết à? Nó hỏng mẹ rồi. Có mình ơi, mình là đỏ chói trăng. Ba kem kem gì vậy? Cơm đào, dâu tây. Vậy hả? Ba đào, một dâu. Ừ. Trùm ba cái nón, hai cái nón, một cái khăn, mốt phải đem theo cái khăn á, nó mát. Ừ. Hồi bữa hổm mà lúc trước không có đem theo cái khăn, mấy chị kia chỉ là đem cái khăn nó che lại giống như mình đang núp trong bóng cây vậy. Anh như thế này mặt đen thì không sao mà. Dưỡng kem tốn biết bao nhiêu tiền, đi ra làm tỏi ngày đen về mua kem sức không đủ. Ừ. Kéo cái bóng ấy mệt mệt đấy. Ừ. Kéo cái bóng gió, mùa này gió hắt vô mặt bụi không. Nói chung là bữa nay mình không có phải lo tấm mũ là đỡ đó. Mình cắt cái thay em ơi. Dạ. Ai muốn mua kem chống nắng không? Không, ai bán rẻ cái kia nó 10.000. Không, kem chống nắng ăn bao là? Tức là mua 17.000 và bây giờ bán lại cho các em 10.000. Lý do? Lý do là có người mua cho 2 bộ luôn mà không dùng. Để nguyên thế luôn. Không phải bộ. Mà gửi cho vợ. Mà con em ở trong xóm nhưng mà vợ bắt nó mua cho anh. Ừ. Và anh đi ngoài đường thì vợ nó bảo nó mặt chảy hết. Mà kem thì kem trong năm mà loại 10.000.
mua nó mua là 18.000 17.000 gì đấy. Mà đấy chắc là dùng cho heo. Đâu 17-18.000 kèm chống nắng nó đắt rồi còn gì nữa. 17-18.000 cái gì mà hỏi trong cung gì mà 17-18.000. Rẻ thôi, rẻ quá. Thế các em bảo 17-18.000 nó loại rẻ quá không? Em gì rẻ. Nó có nhiều hiệu lắm tùy loại. Em cái này mà có khi em dùng cái loại mà hóa trong cung 70 mấy ngàn. Kinh. Ờ loại 70 ngàn. Không phải là chống nắng. Giống như hoa trong cung mà cùng nó cùng ra nắng nó còn không sao, nó còn mát. Thì thế thì kem chống nắng nó rẻ thôi chứ nó có đắt đâu em. Cái của anh ấy nó là dưỡng da. Ừ. Dưỡng da thì nó đắt. Hai loại, một loại bôi xong tắm trước. Xong còn cái của anh Minh nó là chống nắng. Chống nắng thì rẻ mà, chống nắng thậm chí có loại có 10 ngàn mấy. Chống nắng thì giống như kem đánh răng ấy. Con hộp thế à? Ừ, nó có một hộp nhỏ xí rúng. Mà mình chả bao giờ mình bôi, mình cứ nó mua mình cứ chả bảo vợ là anh bôi rồi. Mỗi một người được phát một chai nước đá ha, cả nhà trời nắng nóng á. Anh cho em nhé. Hả? Anh cho em nhé. Hương giờ hương thao dùng rồi lấy mà dùng. Hả? Cứ mua lại cho anh em, anh đừng nói. Em có rồi. 10 ngàn thôi mà, kiếp. Anh không dùng thì anh gửi cho bà xã dùng, bên Việt Nam nắng nóng dữ lắm. gửi về Việt Nam thì chắc là tiền gửi đắt hơn cả tiền sữa. Không, cứ như bạn về á là anh gửi. Mình gửi người ta về như thế thì mày đưa cho người ta ít mang. Bây giờ ăn xong rồi cả nhà, giờ đi xuống làm tiếp. Ruộng tỏi. Cây tỏi đây công nhận ông chủ này ông trồng tốt 100% luôn. Ngay chưa có đi vườn tỏi nào mà ngươi thấy nó lên đều như vậy luôn. Cả nhà nó không chết một cây nào luôn. Đều lỗ hả? Ờ đúng rồi, bởi vì chị nói cây đó cây bồng bồng á. Ờ ra nhỏ thử thôi. Để mà. Ở dưới này có cái cây này giống cây gỏi bồng bồng để mình cho bạn mình nhổ cho bạn mọi người xem nha. Nó cái cây đó giống cái cây gỏi bồng bồng á. Cây bồng bồng bình thường nó trong nó có cái đọt non á. Đúng không? Cây này giống cây bồng bồng thiệt luôn nè. Ôi nhưng mà cái này nó già vậy. Mà rầy không à. Nhức nhọt à. Rầy không à. Cây này phải cây bồng bồng không cả nhà ơi, cái lá nó dẹp nè. Phải cây bồng bồng không? Cây bồng bồng là ăn cái đọt non đó đó. Phải không? Đó. Hình như là cây bồng bồng á, nghe người ta nói bên Hàn là có cây bồng bồng á. Chắc nghĩ là cây đó là cây bồng bồng, cái lá nó xẹp xẹp nè cả nhà. Đây nè, nghĩ là cây bồng bồng á. Lại tiếp tục cuộc hành trình cắt tỏi. Buổi sáng này mà mình cắt tỏi là sướng ha. Biết sao không? Tại sáng mình không có mất sức nên không cho mình nhổ, chứ trưa này mà nhổ gì nổi. Rồi tiếp tục cuộc hành trình. Bây giờ Nghi sẽ tiếp tục công việc cắt tỏi. Để cho người ta máy nó xới chứ không có nhổ như hồi sáng. Hồi sáng nhổ lý do là để cho máy cài đường vô thôi cả nhà, còn chủ yếu là cắt người ta cài. Còn có ruộng thì người ta kêu mình nhổ hết ruộng luôn, là cái ruộng đó người ta để nguyên cây. Này này. Cái ruộng này cả nhà thấy không, cái tỏi nó nú nù mà nó đều, nó không có bị chết một cây nào, nên ông chủ này năm nay ông trúng mánh tỏi. Tỏi ông trúng mùa. Con cái lô tỏi này tiền không nặng mà ha. Hôm nay thì mấy anh em đã làm được hơn nửa ruộng rồi cả nhà ơi. Bây giờ đã 5 giờ, 4 giờ hả? Bây giờ 4 giờ, tại hồi sáng làm hết cái quy định của người ta giao nên là buổi chiều được về 4 giờ, chứ bình thường là 5 giờ. Bây giờ mấy anh em sẽ đi về thôi, let's go. Bây giờ lên xe về là cả nhà, trời ơi, toát mồ hôi.
Hello cả nhà, bây giờ là cái gì? Bây giờ đi về cả nhà ơi. Có quên cái gì không ta? Má quên chỗ ngồi hả? Trời ơi, cái mặt bụi nè. Ủa sao không có tiền hả? Chưa, từ từ mới lên xe, trời đất ơi. Mới lên xe là hỏi tiền rồi. Không chịu đi bán luôn đi. Nhìn cái bình thường á, cái chỗ khe khác nha. Bước lên xe bắt là ông đứng ở cửa xe luôn. Ông còn cảm ơn mình nữa. Bây giờ có ông mặc bộ bảo. Ai vậy? Ai? Anh chị muốn thử ở đâu ngủ không? Cái gì đi ta, cà chua hả? Tương cái gì hả? Đi về nè cả nhà ơi, đường ở trong đây toàn là hao sườn với su bắc. Su bắc, tỏi, hành, khoai tây. Hồi nãy có chỗ kia họ phải thu hoạch khoai tây quá trời. Ủa mà nói với ông chờ gì? Su bắc á, su bắc nó phát cái lỗ tròn. Nói với ông chờ về Kim Pháp được không? Chờ đi về thì dạ. Xa quá. Thì đi về đó đi bộ lại đi, có một điểm tập trung đó. Đi hả? Ừ, sáng đi sao giờ chạy gì khỏi nói. Sáng đi trời chưa sáng, bây giờ về trời nắng chang chát. Đây là ông môi giới chở tụi mình đi làm nè cả nhà. Ủa, cảnh quê nhà đẹp quá trời luôn à. Cảnh vùng quê nhà, nhà đa số là nhà cấp 4. Nhưng mà đất rộng thoải mái. Xin tạm biệt cả nhà và hẹn gặp nhà lại trong clip tiếp theo.